Chào tất cả mọi người đến với channel của mình và mình là Linh Tem. Thì hiện tại mình đang ở trên Sapa. Thời tiết trên này thì đang khá là đẹp. Nhiệt độ ngoài trời khoảng dưới 10 độ C. Mình thuê cái nhà nghỉ thì không có điều hòa nên là nhiệt độ trong phòng cũng khá là thấp, chỉ khoảng 7 độ C mà thôi. Nên là nó lạnh vãi chưởng ra. Tối qua thì mình không ngủ được. Mình thức giấc khoảng 4 rưỡi sáng và bây giờ là khoảng 5 giờ sáng. Thì mình lên Sapa từ 1 giờ chiều ngày hôm qua để đi mình lên Sapa chủ yếu là để đi quay phim cái buổi mình đi quay pre wedding cho ông anh mình. Thì mình lên từ 1 giờ chiều nhưng mà do là mình lên là mình phải đi quanh thị trấn để tìm các cái địa điểm đẹp, các cái view đẹp và tham khảo giá cả chụp ông anh mình, thế nên là mình chưa thể làm vlog được. Hiện tại thì cô dâu đang trang điểm ở bên dưới nên là mình sẽ tranh thủ nói một chút để giới thiệu cho anh em. Đợi cô dâu trang điểm xong, chú rể thay quần áo xong thì mình cũng sẽ bắt đầu di chuyển để giới thiệu cho mọi người nhé. Bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị đồ một chút và sắp xếp lại đồ một chút đã. Tấm dán giữ nhiệt vì trên này nó lạnh vãi chưởng đấy. Hiện tại thì mình đang ở Sun Plaza. Thì ở đây khá là mù. Cô dâu thì đang đi thay váy nên là mình sẽ lượn vài vòng quanh đây để giới thiệu cho mọi người Sun Plaza Sapa, cái trung tâm thương mại nhé. Ok. Giờ cô dâu đã thay váy cưới xong, mình đi tìm cô dâu chú rể để quay cái lượn lờ linh tinh quá. Kiểu nào nhỉ? Đợi một chút nha. Ok. Ok, và cô dâu chú rể đây rồi thì đây là đang bắt đầu chụp rồi. Mình phải bắt đầu công việc đây. Và hiện tại là mọi người đang di chuyển đến đến gì nhỉ? Địa điểm chụp mới. Ai chả biết địa điểm chụp nhưng mà cáp treo Sun House. Đến cáp treo Sun House. Sun Hua. Và theo ý kiến của trưởng đoàn là anh Tùng thì đi bộ xuống rất là mệt. Và đi được một đoạn khoảng 200m thì phát hiện ra là nó xa vãi. Khoảng 2 km. Thế cho nó sợ. Còn khoảng 2 km nữa thì mới đến được. Chúng tôi có thời gian. Chúng tôi đang rảnh hàng. Chúng tôi có thời gian và chúng tôi có sức lực. Thực ra là tôi biết là rất xa. Nhưng mà tôi muốn đi tham quan. Đây là lời gọi là gọi là gì nhỉ? Gọi là lời chống chế của một con người đã mắc sai lầm. Và tôi thấy những cái cảnh ở đấy rất là đẹp. Và thực sự thì bây giờ cô dâu chú rể thì đi một đoạn nữa thì chắc là tí đéo có sức mà chụp. Ai cũng tay xách nách mang. Mỗi ông này thì mẹ. Tôi cảm thấy rất là nhẹ nhàng, không có gì mà.
Đấy mẹ, xe người ta thì đi vèo vèo, mẹ nó quay lại nhìn mình bảo mẹ người ngoài hành tinh. Để không dài. Này có xe điện vẫy vẫy đi anh ơi. Miễn phí mà. Mẹ nó còn miễn phí nữa. Xe điện nó còn miễn phí. Đi cái đéo ai hướng dẫn mình à? Sau khi đi nghĩ xe điện mất tiền mà bây giờ còn phát hiện ra điều nữa là xe điện nó miễn phí. Nếu mà nếu đi đến cái xe điện lúc ấy chờ có thấy cái xe điện đâu? Có mà ngay ngoài cổng cái xe điện này. Trời ơi, sao mày bảo tao? Cái đéo ai biết. Không nghĩ là nó sẽ xa. Tưởng sẽ gần nhỉ. Và đi một đoạn đường rất là xa nên là cầm cái máy rất là mệt nên là tí nữa xuống sẽ quay tiếp. Tôi và anh Tùng đã vừa xuống check cái khu điểm chờ cáp treo lên đỉnh Phan Xipang để chụp ảnh cưới. Nhưng mà đếm đi đếm lại thì cũng chỉ được một vài góc, thế nên là quyết định đi về và thấy là bỏ 500 để ăn cá hồi. Bỏ ra 500 để chụp được khoảng 2-3 góc chụp cưới thì nó không đáng cho lắm. Thực ra nó nhiều nhưng mà nó mù. Thực sự thì để lên Sapa thì chọn ngày không mù chắc chỉ có mùa hè. Các bạn nên đi vào mùa hè. Cũng thế, nếu mà đấy là khuyên là đi chụp ảnh thì chụp vào mùa hè. Còn đi chơi thì đi du lịch thì nên đi vào mùa đông. Nên đi vào mùa này bởi vì cái không khí này nó rất là thích. Mùa hè nó cũng thích. Nhưng mà các bạn nên cảm giác cái lạnh tê tái. Và trong tuyết rơi các bạn nên thực sự là leo dốc thì nó rất là mệt, thế nên là tôi với anh Tùng quyết định là đi giật lùi. Đây cũng là một cách để giảm mệt. Thứ nhất là phải nói rõ là không phải là chúng tôi đang dìm cái khu vực này xuống là, mà là tôi ý chúng tôi là bỏ ra 500 thì nên chọn thời điểm thích hợp. Còn những cái thời điểm hiện tại thì không phù hợp cho lắm. Người ta xuống đây vào mùa này người ta chỉ để du lịch hoặc là để lên cáp treo, người ta lên đỉnh Phan Xipang thôi. Đây là các thanh niên đang đói chờ đồ ăn. Đây là cô dâu chú rể chuẩn bị đi đến hôn nhân. Hôn nhân. Đây là một chàng trai FA. Tôi cô đơn. Cô đơn vẫn còn có ai ở đây không? Tôi cô đơn quá. Mình phải nêu cảm nghĩ, cảm giác của mình khi mà đi cùng hai đôi mình cảm thấy rất là cô đơn. Thực sự là làm gì mình cũng thấy rất là tủi thân. Họ chụp ảnh họ có đôi, quay clip họ có đôi, ăn có đôi. Sau một ngày một đêm ở trên Sapa thì hiện tại mình đã về đến nhà. Thì mình thấy là chuyến đi này nó rất là vui, rất là ấn tượng. Và chuyến đi này khá là mệt và mình có khá là nhiều điều tiếc. Bởi vì là do là thời gian là đi không được nhiều, mình chỉ đi được một ngày một đêm thôi, bởi vì đây là đi công việc chứ mình đi chơi khá là vội vàng, thế nên là mình chưa đi được tất cả các địa điểm của Sapa và chưa được ăn tất cả các món ngon. Đặc biệt là mình chưa được lên trên đỉnh Phan Xipang, không được, chưa được cái cảm nhận mà mình đi cáp treo hay là đi tàu hỏa để lên trên đấy. Có lẽ đấy là một điều mà chắc chắn là phải thử khi lên đến Sapa. Người dân ở trên đó khá là thân thiện,
Trên đấy rất là đẹp, thì chỉ cần giơ máy lên thôi là mọi góc, mọi con phố, con đường hay là quán cà phê cũng có thể là một điểm check in khá là tuyệt vời. Có lẽ là sau Tết, khoảng mùng 6 Tết, mùng 6 đến mùng 9 Tết thì đấy, mình sẽ có một chuyến đi Sapa nữa, mang đúng nghĩa đi du lịch. Thì đến lúc đấy mình sẽ làm một video hoàn chỉnh hơn, giới thiệu cho mọi người các địa điểm ở trên Sapa, có thể là tất cả các địa điểm trên Sapa. Và mình sẽ review ở trên đấy các điểm, giá cả làm sao mà đi cho nó vừa rẻ, ngon, bổ khỏe được cho tất cả mọi người. Còn video này thì có lẽ đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem cái vlog đầu tiên này của mình về du lịch, về travel video. Nếu mà mọi người thấy video này hay và có ích thì hãy ủng hộ cho mình một cách like cũng như subscribe channel của mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người.